Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nồi ốc, nồi lẩu ốc thập cẩm nhé, rất là ngon mà đơn giản tự làm tại nhà. Các bạn chuẩn bị một ít dầu ăn, các bạn phi thơm hành tỏi cho mình. Sau đó mình sẽ cho cà chua vào để mình tạo cái vị chua ngọt mát và màu sắc đẹp cho món lẩu ốc. Và thêm một chút muối Hàn Lêm để cái cà chua nó nhanh mềm hơn, nó đậm vị nữa. Để tí nó cho vào nồi nước ninh xương thì lúc đấy món ăn của chúng ta nó sẽ rất là ngon nhé. Màu sắc lại đẹp lại ngọt. Và chúng ta sẽ cho vào như thế này, rồi chúng ta đun sôi lên, rồi nêm nếm các loại gia vị và đặc biệt là phải cho thêm giấm bỗng vào để cho cái nồi nước hầm xương này của chúng ta nó chua, nó không bị tanh ấy, khi mà chúng ta ăn lẩu ấy. Và các bạn khi ăn thì ta sẽ cho thêm ít sa tế nữa vào, và các bạn cũng có thể là cho mình thêm những cái gia vị khác theo khẩu vị của mỗi người, ví dụ như mắm tôm các thứ ấy ạ. Đây còn giấm bỗng thì không thể thiếu để nó cho vị chua ngọt mát dịu nhé. Đây mình cho giấm bỗng vào rồi, và cho thêm ít nước mắm nữa cho cái nồi nước dùng nó ngon lên. Và khi ăn thì mình sẽ cho sa tế vào vì điều chỉnh theo cái khẩu vị của mỗi nhà. Và bây giờ mình sẽ bày nhé, để mình có được cái phần lẩu như thế này. Thì nguyên liệu đây gồm có đậu mình rán sẵn này, chả ốc này, giò mọc sống này, mọc này, nè, mực này, tôm này, thịt gà, thịt heo này, đủ hết các thứ ạ. Đây là lẩu thập cẩm á, lẩu ốc thập cẩm mà. Thế nên tùy theo khẩu vị của mỗi nhà các bạn có thể cho thêm, hoặc các bạn chỉ cần mỗi ốc, đậu mà chả ốc thôi, không cần phải nhiều. Ở đây là mình có đủ hết. Như này, những cái nguyên liệu này mình cứ rán sẵn, làm sạch sẵn rồi thái nhỏ ra, rồi ướp thêm một ít muối, ít hạt nêm vào. Thôi rồi chúng ta hoặc ít nước sả, nước gừng cái thứ vào để chúng ta ta nó cảm cái mùi tanh ấy của cái món ăn ấy. Đấy. Đấy, chúng ta ướp vào như vậy để sau tí nữa chúng ta xiên vào cái xiên ấy, để chúng ta có thể cho lên bếp lẩu mình nhúng vào mình ăn ấy, hoặc là cái phần thịt này các bạn cũng có thể là cho lên nướng các bạn ăn. Và mình có một bên lẩu ốc và một bên lẩu thịt nướng, bên món bên, bên nướng. Và đây là mình làm thập cẩm cho nên mình ướp gia vị vào hết những cái này rồi xiên lên que, để khi mà mình ăn ấy, thì mình có thể là nướng hoặc là nhúng để tùy theo khẩu vị của mỗi nhà. Củ ốc thì mình cho vào mình nhúng ở trên lẩu. Và ốc thì thường thường là mình sẽ luộc sơ đi, sau đó mình cho vào nhúng để cho nóng nữa để ăn. Hay còn mực tôm thì các bạn nhúng, còn cái phần thịt gà, phần thịt lợn này thì chúng ta sẽ cho bếp nướng bên cạnh chúng ta ăn, là vừa có lẩu vừa có nướng, rất là đơn giản. Ướp thì mình chỉ có hạt lêm, dầu hào và một chút gừng, hành tím vào để mình ướp vào để cho nó cản mùi tanh, và thêm một ít nào tương ớt để cho vị nó tê tê một chút đấy, vào thịt lợn, thịt gà, và đây có cả mề gà nữa, xúc xích thì cũng xiên vào luôn để khi ăn nó tiện đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bày ra cái phần nồi lẩu của chúng ta rồi đi thưởng thức thôi. Mùa đông này các bạn có thể biến tấu để có những món ăn cực kỳ ngon và hấp dẫn, mà làm thì vô cùng đơn giản như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ bày ra và đi thưởng thức. Đây, ốc thì mình sẽ luộc sơ ra, được sơ để cho ốc nó chín ấy, và khi mình ăn mình chỉ nhúng nóng mà thôi. Ở đây thì cho thêm một chút muối vào để luộc ốc, xong mình sẽ đổ ra rổ và chúng ta có thể xả nước vào để cho ốc nó sạch đi và nó hết cái vỏ, cái miệng đi. Đây ạ, và chúng ta sẽ bày ra này, vào thêm một nồi bếp lẩu nướng bên cạnh nữa, nồi nướng bên cạnh nữa thì cái phần thịt thì chúng ta nướng, còn phần những phần khác thì chúng ta thích thì chúng ta nhúng vào nồi thôi.